Cô mến chào tất cả các em học sinh khối lớp 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An đến với bài học trực tuyến hôm nay. Nay cô sẽ ôn tập nội dung chương trình học kỳ 1 và nội dung ôn tập hôm nay thì cô sẽ ôn cho các bạn về ba nội dung chính. Thứ nhất là về di truyền, thứ hai là về chủ đề nhiễm sắc thể và thứ ba là ADN và gen. Phần di truyền thì trong trọng tâm của phần di truyền thì các em sẽ lưu ý cho cô hai nội dung chính là về lai một cặp tính trạng và lai hai cặp tính trạng. Thì cô nhắc lại, trong cái lai một cặp tính trạng thì Minh Đen đã tiến hành thí nghiệm lai giữa hoa đỏ với hoa trắng và kết quả F1 thu được là 100% hoa đỏ, F2 thu được tỷ lệ 3 hoa đỏ và 1 hoa trắng. Như vậy thì thông qua cái thí nghiệm của mình, Mendel đã rút ra được cái nhận xét là khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về một kiểu hình, nhưng mà F2 sẽ có sự phân ly tính trạng, tỷ lệ trung bình là 3:1 lặng. Và các em nhìn trên cái sơ đồ này là thấy rằng là Mendel đã giải thích cái kết quả thí nghiệm bằng cái cơ sở tế bào học. Thì ở đây thông qua cái thí nghiệm thì dựa vào kết quả F1 thu được 100% hoa đỏ. Chính vì vậy Mendel mới xác định được là hoa đỏ là tính trạng trội. Và từ đó ông có quy ước gen, gọi A lớn là gen quy định hoa đỏ và A nhỏ là gen quy định hoa trắng. Và các em nhìn trên màn hình thì đây là sơ đồ Mendel đã giải thích kết quả thí nghiệm bằng nội dung cái quy luật phân ly. Ở đây nội dung quy luật phân ly như thế nào thì cô nhắc lại, hoa đỏ thì các em thấy ở đời bố mẹ thuần chủng hoa đỏ có kiểu gen A lớn, đúng không nào? Thì trong quá trình phát sinh giao tử thì cái gen, mỗi gen này nó sẽ tự phân ly về một giao tử, phân ly về giao tử, và qua quá trình thụ tinh thì các giao tử này nó kết hợp ngẫu nhiên để tạo ra hợp tử, và như vậy kiểu gen đồng hợp A lớn thì chỉ cho ra một loại giao tử, hai giao tử nhưng cùng một loại. Chính vì vậy khi mà các em nhìn thấy rằng là kiểu gen đồng hợp thì chỉ cho ra một loại giao tử, sau này các em làm bài tập thì các em chỉ cần ghi một một lần thôi. Ở đây ghi như vậy để chúng ta phân biệt được, là hiểu được là trong quá trình phát sinh giao tử thì các gen, trong mỗi cặp gen này nó sẽ phân ly về một giao tử ha. Và sau khi tổ hợp thì nó tổ hợp tự do ở F1 thì các bạn thấy có kiểu gen A lớn, A nhỏ thì tạo ra hai loại giao tử là giao tử A lớn và giao tử A nhỏ. Tương tự bên này cũng vậy. Chính vì vậy mà ở đời F2 mới có được cái tỷ lệ là 3 hoa đỏ và 1 hoa trắng, hay là 3:1 lặng. Vậy thì nội dung quy luật phân ly độc lập mà Mendel đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình thì đó là trong quá trình phát sinh giao tử, các nhân tố di truyền đã trong cặp nhân tố di truyền đã phân ly độc lập về về một giao tử và giữ nguyên bản chất như cơ thể ban đầu của bố mẹ ha. Như vậy trong lai một cặp tính trạng thì cái trọng tâm các bạn lưu ý là cái thí nghiệm của Mendel. Còn lai hai cặp tính trạng thì Mendel cũng tiến hành thí nghiệm trên đạo hành lang. Thì trong cái sơ đồ này các em xem lại, Mendel đã tiến hành lai giữa vàng trơn với xanh nhăn, dù vàng trơn làm bố hoặc vàng trơn làm mẹ, tức là đảo lại thì kết quả F1 vẫn thu được 100% vàng trơn. Sau đó ông cho F1 lai với nhau, tức là vàng trơn lai vàng trơn thì F2 thu được tỷ lệ. Ở đây sau khi tổng số hạt thì các em cũng còn nhớ rằng là chúng ta đã biết cách tính ra được cái tỷ lệ, thì cái tỷ lệ mỗi kiểu hình ở F2 nó là 9 phần 16 hạt vàng trơn, 3 phần 16 hạt vàng nhăn và 3 phần 16 hạt xanh trơn, 1 phần 16 hạt xanh nhăn. Đây là tỷ lệ 93331. Và trọng tâm cái thí nghiệm này thì các bạn xem lại cho cô ấy cách để mà viết cái giao tử ha. Đây cô chỉ nói lại cái ý chính trong cái phần di truyền. Và khi mà Mendel đã giải thích cái kết quả thí nghiệm này bằng nội dung của quy luật phân ly độc lập.
Thì nội dung quy luật phân ly độc lập là trong quá trình phát sinh giao tử thì các tính trạng, cô xin lỗi, mỗi gen trong cặp gen đã phân ly độc lập, tổ hợp tự do với nhau. Rồi qua cái chủ đề về nhiễm sắc thể, ở đây cô chỉ nhắc lại một số cái ý chính, cái nội dung chính trong cái nhiễm sắc thể. Thì thứ nhất là cái quá trình phân bào, thứ hai là phát sinh giao tử và thụ tinh, thứ ba là cơ chế xác định giới tính, và thứ tư đó là di truyền liên kết. Đây cô nhắc lại trong cái phân bào thì các em nhớ, thứ nhất là quá trình nguyên phân. Thì trong quá trình nguyên phân, cô yêu cầu các bạn học kỹ cho cô nội dung về, thứ nhất là các bạn phải nêu được diễn biến cơ bản của các kỳ ở nhiễm sắc thể. Thì trong nguyên phân, diễn biến cơ bản nhiễm sắc thể của các kỳ của nguyên phân, thì quá trình nguyên phân, trước khi bước vào nguyên phân thì có kỳ trung gian, và diễn ra quá trình nguyên phân thì bao gồm có 4 kỳ, thứ nhất kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Các em chú ý thật kỹ hình nha, bởi vì khi các em quan sát hình và nhận diện được cái hình đó cho biết tế bào đang ở kỳ nào của quá trình nguyên phân. Cô ví dụ như ở kỳ đầu thì các em nhìn vào hình kỳ đầu cho cô. Kỳ đầu thì lúc này các bạn đã nhớ là kỳ nhiễm sắc thể là ở dạng đơn hay kép? À, nhiễm sắc thể kép nha. Bởi vì nhiễm sắc thể kép đã nhân đôi vào kỳ trung gian rồi, đúng không? Thì kỳ đầu thì các nhiễm sắc thể kép này nó bắt đầu đóng xoắn và co ngắn. Khi mà đóng xoắn và co ngắn thì do đó mình mới thấy rõ được cái số lượng của nó hơn. Mới thấy, cho chúng ta thấy về số lượng. Và lúc này các bạn thấy các nhiễm sắc thể kép này nó sẽ đính vào các sợi tơ của thoi phân bào. Khi các bạn nhìn hình và các bạn thấy rằng là các nhiễm sắc thể thấy rõ và nó chỉ đính vào cái sợi tơ của thoi phân bào, chưa có một cái hiện tượng gì, thì chúng ta nhận diện đây là kỳ đầu. Rồi đến kỳ giữa. Kỳ giữa là rất dễ nhận biết, đúng không các bạn? Các bạn nhìn đây, các em thấy kỳ giữa là các nhiễm sắc thể kép mà lúc này vẫn là nhiễm sắc thể kép. Thế thì các nhiễm sắc thể kép này nó đóng xoắn cực đại, là nó xoắn hơn nữa, đóng xoắn cực đại là để cho nó dễ phân ly ở kỳ sau đó các em. Và khi chúng ta nêu đặc điểm diễn biến cơ bản nhiễm sắc thể ở kỳ giữa thì các bạn lưu ý là các nhiễm sắc thể kép này đóng xoắn cực đại. Đây là một cái ý quan trọng ha. Vậy thứ hai là các nhiễm sắc thể kép này xếp thành một hàng trên một phẳng xếp đạo của thoi phân bào. Đây là cái đặc điểm chúng ta cần phải lưu ý. Rồi đến kỳ sau. Rồi các em để ý cho cô kỳ sau nha. Kỳ sau là từng nhiễm sắc thể kép nó sẽ tách ra làm hai đơn nè. Đây, từng nhiễm sắc thể kép tách ra làm hai nhiễm sắc thể đơn và nó sẽ phân ly về hang cực của tế bào. Này, tức là cái thoi phân sát nó sẽ kéo các nhiễm sắc thể kép này, nhiễm sắc thể đơn này về hai cực. Vậy thì nêu diễn biến các bạn lưu ý là mỗi nhiễm sắc thể kép tách thành hai nhiễm sắc thể đơn và di chuyển về hai cực hoặc là phân ly về hai cực của tế bào là được. Còn kỳ cuối là dễ nhận diện, đúng không các em? Đây, cái kỳ cuối thì các em thấy rằng là nó chuẩn bị tạo ra hai tế bào con. Lúc này là gì? Các nhiễm sắc thể đơn này bắt đầu nó giãn ra và nó nằm gọn trong nhân mới. Lúc này màng nhân và nhân con lại xuất hiện. Lưu ý ha. Vậy kết quả của quá trình nguyên phân là từ một tế bào mẹ tạo ra hai tế bào con. Hai tế bào con này nó sẽ giống nhau và giống với tế bào mẹ ban đầu. Giả sử ví dụ như ban đầu có 2N bằng 8, tức là ở ruồi giấm á, có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 8. Thì qua quá trình nguyên phân một lần thì sẽ tạo ra hai tế bào con. Và mỗi tế bào con này đều có bộ nhiễm sắc thể là 2N bằng 8. Các bạn lưu ý điểm này ha, để chúng ta tính cái số lượng như thế. Như vậy, cô lấy ví dụ như là 2N bằng 8, thì ở kỳ trung gian, kỳ đầu và kỳ giữa thì số nhiễm sắc thể vẫn là 2N bằng 8, nhưng bằng 8 gì? 8 nhiễm sắc thể kép. Các bạn phải nhớ, từ kỳ trung gian, kỳ đầu và kỳ giữa là có 8 nhiễm sắc thể kép, tức là bằng với nhiễm sắc thể nhưng ở dạng kép. Rồi đến kỳ sau thì sao? 8 nhiễm sắc thể kép này nó phân thành 2, mỗi nhiễm sắc thể kép phân 2 thì 8 sẽ là 16. Như vậy số nhiễm sắc thể ở kỳ sau của quá trình nguyên phân của ruồi giấm là 2N bằng 16. Đây là 16 đơn ha.
các bạn lưu ý, các bạn ghi vào giấy nháp để nhớ. Như vậy là qua quá trình nguyên phân thì các bạn đã biết rằng cái số lượng ở kỳ cuối nó lúc này nó thành là gì? Nhiễm sắc thể đơn. Và nó nằm gọn trong hai nhân mới, và mỗi tế bào con thì có 2 nèo bằng 8 thôi. Nó giống với tế bào mẹ ban đầu. Vậy thì qua cái kết quả này chúng ta suy luận xem cái nguyên phân nó có ý nghĩa gì. Có phải nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào không các bạn? Đúng rồi nha, nó là phương thức sinh sản của tế bào. Và nó giúp cơ thể sinh vật lớn lên. Vì sao lớn lên? Thì khi sinh vật mới sinh ra hay là còn nhỏ, nó sẽ trải qua nhiều lần nguyên phân. Thì cái số lượng tế bào càng nhiều, số lượng tế bào càng nhiều sẽ làm cho cơ thể sinh vật lớn lên. Đây là cái ý nghĩa của quá trình nguyên phân. Ngoài cái ra còn có ý nghĩa quan trọng nữa. Các bạn cũng thấy ví dụ như ở cây, cô lấy cây mì đi ha, cây sắn á, hoặc là cây mía, người ta cắt từng khúc, dăm cành xuống. Một thời gian thì cái cành này nó sẽ mọc lên một cây mới, đúng không? Thì cái quá trình này nó không phải là những sinh sản vô tính, hữu tính, mà là vô tính. Thì cơ thể nó lớn lên được là nhờ vào cái quá trình phân chia tế bào. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà cây mía nó lớn lên, nó vẫn giữ nguyên bộ nhiễm sắc thể ban đầu của mẹ. Do đó nguyên phân nó còn có ý nghĩa là duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của mỗi loài sinh vật qua các thế hệ thế nào. Cô nói cái phần trọng tâm chúng ta lưu ý ha. Rồi giảm phân thì nói về giảm phân, các bạn lưu ý cho cô, nguyên phân thì diễn ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào đầu tế bào sinh dục, nhưng mà giảm phân lại xảy ra ở thời kỳ chính của tế bào sinh dục thôi. Và giảm phân thì nó diễn ra hai lần phân bào nha các bạn. Lần phân bào 1, đây là lần phân bào 1. Thì ở kỳ đầu thì các nhiễm sắc thể kép này bắt đầu nó có sự tiếp hợp, nó bắt chéo, sau đó nó tách ra. Rồi tại đây có thể xảy ra hiện tượng trao đổi chéo, có thể các bạn. Thì lên cấp 3 các bạn sẽ được học kỹ về cái phần này. Nó được gọi là cái trường hợp hoán vị gen. Đây cô giới thiệu sơ để các bạn hiểu rõ về kiến thức cơ bản thôi. Rồi đến kỳ giữa. Kỳ giữa thì các bạn thấy rằng là đây là từng cặp nhiễm sắc thể tương đồng nè. Đây nhiễm sắc thể này gọi là nhiễm sắc thể kép tương đồng. Nó sẽ xếp thành hai hàng. Lưu ý nha, chúng ta thấy nó xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoa phân bào. Kỳ sau thì các nhiễm sắc thể cũng là dạng kép luôn nha các bạn, phân ly độc lập về hai cực của tế bào, đó là có sự ngẫu nhiên nó sẽ phân ly như thế này. Và kỳ cuối thì các nhiễm sắc thể ở đây là đơn n kép đó các bạn, đây là 2n kép này, lúc này nó còn 1n kép, và kết quả tạo ra 2 tế bào con, và 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể đơn bội kép, tức là n kép. Chính vì nó còn kép cho nên nó mới tiếp tục phân chia lần thứ hai, người ta gọi là giảm phân hai. Rồi thì lần thứ hai thì lúc này chúng ta thấy ở kỳ đầu nó cũng tương tự giống như là nguyên phân vậy đó, cũng có hiện tượng co ngắn, vì kỳ trung gian trước khi bước vào giảm phân hai thì kỳ trung gian nó diễn rất là nhanh, nó không có sự biến đổi gì lớn hết các em. Nhưng mà kỳ đầu thì nhiễm sắc thể đơn bội kép nó đóng sẵn, và đến kỳ giữa thì các nhiễm sắc thể kép đơn bội kép này nó sẽ xếp thành một hàng, giống nguyên phân này, xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoa phân bào. Kỳ sau thì từng nhiễm sắc thể kép này tách thành hai nhiễm sắc thể đơn phân ly về hai cực của tế bào. Và kỳ cuối hai thì các nhiễm sắc thể đơn nằm gọn trong nhân mới và ở dạng sinh mảnh. Và kết quả là từ một cái tế bào tạo ra hai tế bào cho lần giảm phân hai. Như vậy từ một tế bào ban đầu trải qua hai lần giảm phân thì tạo ra 4 tế bào con, và kết quả 4 tế bào con này có bộ nhiễm sắc thể đơn bội kép, tức là số lượng nhiễm thể nó giảm đi một nửa so với ban đầu. Như vậy ví dụ 2n bằng 8 là ban đầu đúng không, sau hai lần phân chia sẽ tạo ra các tế bào con, mỗi tế bào con có n bằng 4. Vậy ý nghĩa chúng ta thấy rằng là gì? Quá trình giảm phân
thì nó giúp cho tạo ra cái bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Đơn bội này cũng có cái nguồn gốc từ bố và mẹ. Để qua cái quá trình thụ tinh thì chúng ta sẽ thấy nó có cái ý nghĩa quan trọng nữa. Thì qua phần phát sinh giao tử và thụ tinh, đây cô nói lại cái phần này, nói phần phát sinh giao tử. Thì trong quá trình phát sinh giao tử, đây là cái sơ đồ quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh ở động vật nha các em. Bên này là các em thấy là sự tạo noãn, và kết quả của sự tạo noãn là tạo ra trứng. Kết quả của sự tạo tinh là tạo ra tinh trùng. Đúng không? Thì cả hai giống nhau, cũng đều là từ tế bào mầm ban đầu, trải qua nhiều lần nguyên phân này các em thấy này. Thì tạo ra noãn nguyên bào và tinh. Vậy kết quả của quá trình sự phát sinh giao tử cái là tạo ra một trứng và ba thể cực, nhưng chỉ có một trứng tham gia thụ tinh, còn ba thể cực này nó sẽ bị tiêu giảm như thôi, bị tiêu biến đi. Còn đối với sự tạo tinh thì hai tinh bào bậc hai sẽ tạo ra bốn tinh trùng, bốn tinh tử ha, tinh tử này mới phát triển thành tinh trùng. Và trong bốn tinh trùng này đều có khả năng tham gia vào quá trình thụ tinh với trứng, nhưng chỉ có một trứng kết hợp với, cô xin lỗi, một tinh trùng kết hợp với một trứng thì tạo ra hợp tử. Đây là toàn bộ cái quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. Vậy thì thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao tử cái, hay giữa một tinh trùng với một trứng tạo thành hợp tử. Các bạn nhớ này. Vậy ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh là gì? Như lúc nãy cô nói rằng là nhờ có giảm phân thì giao tử được hình thành, nó mới mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội, giống như tinh trùng mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và trứng này. Thì sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng này, như vậy là qua quá trình thụ tinh thì giữa giao tử đực và giao tử cái này nó mới thụ tinh lại, mới tạo lại cái hợp tử là mang bộ nhiễm sắc thể hai anh hay nào. Vậy thì bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội nó được phục hồi. Như vậy sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể ha. Thì mặt khác cái giảm phân nó cũng tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau các em. Trong quá trình giảm phân như lúc nãy cô có nói, nó có sự phân ly độc lập, do đó cái nó tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau, nó có nguồn gốc khác nhau về nhiễm sắc thể. Do đó khi mà kết hợp ngẫu nhiên giữa giao tử đực và giao tử cái thì tạo ra những cái tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau. Do đó các bạn thấy là nó là nguyên nhân làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp ở những loài sinh sản hữu tính. Thì đây là cái nguồn nguyên liệu để cho tiến hóa và trộn giống. Rồi, thì cái cơ chế xác định giới tính. Thì nhiễm sắc thể, cơ chế ở đây là cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính nha các bạn. Thì các bạn coi lại cái hình trọng tâm của cái phần này là các bạn biết được cái cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính nó là gì. Vậy thì chúng ta thấy nè, đối với người mẹ thì có bộ nhiễm sắc thể, nhiễm sắc thể giới tính thì các bạn cũng biết rồi, là trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội luôn luôn có một cặp nhiễm sắc thể giới tính thôi, ví dụ ở nữ một nhiễm thể X, còn các cặp còn lại là nhiễm sắc thể thường. Thì nữ đối với người mình có 23 cặp, thì trong đó có 22 cặp nhiễm thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính. Nữ là XX, còn đối với nam là XXY. Thì trong quá trình phát sinh giao tử nè, thì các bạn để ý ha, các cặp nhiễm sắc thể giới tính này nó làm sao? Nó cũng sẽ phân ly và tạo ra giao tử. Đây nó chỉ cho ra một loại giao tử, đó là 22A cộng X, là một loại trứng á. Và tinh trùng thì lại có hai loại tinh trùng, đúng không? Tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính Y và tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu trong quá trình thụ tinh mà sự kết hợp ngẫu nhiên giữa tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính Y của người bố thụ tinh với trứng thì sẽ ra tổ hợp nhiễm sắc thể giới tính là XY. Mấy XY thì biểu hiện người con trai. Còn nếu như trong quá trình thụ tinh mà có tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính X thụ tinh với trứng thì ra tổ hợp XX là con gái. Như vậy thông qua đây các bạn cũng có thể giải thích được cái quan niệm
mà người xưa hay nói là cái việc sinh con trai hay con gái là do người bố hay người mẹ quyết định. Thì phần lớn các bạn để ý ha, nhìn vào cái sở sinh học thì chúng ta thấy là gì, muốn có con trai thì phải có nhiễm sắc thể giới tính Y đúng không? Giờ mà chỉ có bố mới tạo ra tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y thôi. Do đó các bạn nam lưu ý ha, cái việc sinh con trai con gái không phải do người mẹ quyết định, đó là quan niệm sai lầm. Sau này cưới vợ mà biết để mà con trai hay con gái là do mình ha. Còn những cái thông tin khác các bạn sẽ coi lại thêm sách. Đây là cái phần dây chuyền liên kết. Dây chuyền liên kết thì cô chỉ nói sơ về cho chúng ta thấy rằng là nó khác với dây chuyền phân ly độc lập của Mendel. Tức rằng là dây chuyền liên kết là hiện tượng mà các em thấy nè, thông qua cái thí nghiệm của móc gan á, thì móc gan mới chứng minh ra được gì. Cái hiện tượng dây chuyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau. Ví dụ như xám dài nè, là gen B lớn và V lớn đúng không? Là xám dài, nó cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Hoặc là đen cục B nhỏ, V nhỏ nằm trên một nhiễm sắc thể. Và trong quá trình phát sinh giao tử thì các gen nằm trên nhiễm thể nó di truyền cùng nhau, nó quy định những cái tính trạng này nó di truyền cùng nhau. Và trong quá trình tổ hợp cũng vậy. Ok. Đó, nó cùng nằm trên nhiễm thể luôn. Do đó cái hiện tượng di truyền liên kết nó là cái hiện tượng mà một nhóm tính trạng, đây nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một nhiễm sắc thể và nó cùng phân ly trong quá trình phân phân bào. Vậy các bạn nhớ ha, hiện tượng này thì lên cấp 3 các bạn sẽ học kỹ về cái di truyền liên kết. Đây không có yêu cầu chúng ta phải viết cái sơ đồ này vào đây để các bạn hiểu cái di truyền liên kết là gì. Thì trong cái câu hỏi trong sách giáo khoa tiết trước ở bài này thì các bạn cũng đã nghe giáo viên giảng kỹ về cái di truyền liên kết rồi. Đây cô chỉ nhắc lại. Và cái ý nghĩa của di truyền liên kết là gì? Người ta dựa vào cái di truyền liên kết và người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn được di truyền cùng nhau. Rồi, nội dung cô ôn tập thứ ba đó là về ADN và gen. Chủ đề ADN và gen thì gồm có các nội dung chính. Cô tóm tắt lại đó là phần ADN, ARN, protein và mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Ở đây có bốn hình để chúng ta hình dung ra. Nói tới ADN thì chúng ta thấy rằng là gì? Nó là một đại phân tử. Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mà các đơn phân đây là nè. Đơn phân là A, T, G, X. Đây là các loại đơn phân của ADN. Và nó gồm có hai mạch. Hai mạch này, cái ADN nó gồm có hai mạch. Và hai mạch này các em nhìn thấy nó làm sao? Nó là một chuỗi, người ta gọi là một chuỗi xoắn kép. ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song xoắn đều qua một trục theo chiều từ trái sang sang phải. Và các loại nu nào sẽ liên kết với nhau tạo thành cặp. Ví dụ như G, X nè, A liên kết với T nè, X liên kết với G và ngược lại. Do đó khi mà các bạn biết được trình tự nu trên một mạch thì các bạn sẽ suy ra được trình tự nu của mạch còn lại. Này các bạn cũng đã nghe bài giảng kỹ rồi ha. Và cũng như cô nói thêm thì cái quá trình mà nhân đôi ADN á thì nó lại nhân đôi theo nguyên tắc nào? Đó là theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại một nửa. Giữ lại một nửa tức là nó sẽ có một mạch là của mạch cũ qua đây mẹ, còn mạch kia là được tổng hợp mới. Đây các bạn coi lại cho cô bài 16 nha. Rồi qua phần ARN thì ARN các bạn thấy rằng nó chỉ có một mạch, nó cũng là đại phân tử nhưng mà nó cái khối lượng của nó nhỏ hơn nhiều so với là ADN. Thì các loại đơn phân của ARN thì gồm có A, X, G hay là A, U, G, X. Nó khác với ADN ở chỗ là gì? Nó là U, nó thay T bởi U, đúng nè. Vậy các bạn lưu ý ha, các đơn phân của ARN là A, U, G, X, còn ADN là A, T, G, X. ARN thì nó chỉ có một mạch thôi, còn ADN thì hai mạch. Các bạn để ý ha. Vậy các bạn coi lên bài 17. Thì trong cái bài 17 thì chúng ta cũng thấy rằng ARN nó có 3 loại nha các bạn. Nó không phải là có một loại mà
có 3 loại ARN và tùy theo cái chức năng mà người ta chia ra làm 3 loại, thì gồm có ARN thông kinh, ARN vận chuyển và ARN ribosome. ARN thông tin thì nó có chức năng hay là có vai trò là truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein. Còn ARN vận chuyển là có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein. Còn ARN ribosome thì các bạn coi cái hình này. Đây là ARN thông tin này. Đây là ARN vận chuyển này, nó là vận chuyển axit amin. Còn đây là ribosome. Đó, nhìn cái hình này ha. Thì cái ribosome này là nơi tổng hợp protein. Đây là cái protein. Vậy thì protein nó là gì? Các em có thể về nhà coi lại cho cô ARN ở bài 17. Gồm có cấu tạo cũng như là quá trình tổng hợp ARN vậy. Thì quá trình tổng hợp ARN nó là dựa vào cái nguyên tắc gì? Nguyên tắc ở đây đó là dựa vào nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bổ sung. Nguyên tắc khuôn mẫu tức là nó sẽ dựa vào cái mạch khuôn, một mạch của ADN á, dựa vào cái mạch khuôn của ADN. Trong ADN nó có hai mạch, thì trong đó có một mạch bổ sung và một mạch gọi là mạch khuôn, thì nó sẽ dựa vào mạch khuôn của gen. Và theo nguyên tắc bổ sung tức là A sẽ liên kết với gì các bạn? U, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G. Thì các em coi lại cho cô bài 17 và sơ đồ hình 17.2 để chúng ta biết được ha trình tự quá trình tổng hợp ra ARN. Protein thì protein này nó cũng là hợp chất hữu cơ giống như ADN và ARN nha các bạn, và nó cũng gồm có các nguyên cấu tạo từ các nguyên tố chính. ADN và ARN thì các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. Tuy nhiên protein thì nguyên tố chính, bốn nguyên tố chính đó là carbon, hydro, oxy, nitơ và có thể có cái một số nguyên tố khác. Protein nó cũng thuộc loại đại phân tử, cũng có khối lượng kích thước lớn giống như là ADN. Protein nó cũng được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, nhưng mà đơn phân của protein khác nha. Đơn phân ở đây được gọi là các acid amin. Đơn phân của ADN và ARN được gọi là các nucleic, nhưng mà nucleotide. Các bạn để ý ha, nhớ cái đơn phân này để chúng ta phân biệt được. Và ở đây chúng ta thấy là protein nó có các bậc, như là từ bậc 1 này. Đây là trình tự của các acid amin. Thì bậc 1. Bậc 2 thì đây là một chuỗi acid amin, nó tạo ra cái vòng xoắn lò xo. Vòng xoắn này rất là chắc nha các bạn. Bậc 3 đây là cái hình dạng không gian 3 chiều của protein, do cấu trúc bậc 2 nó cuộn và xếp thành cái dạng đặc trưng. Đây là đặc trưng. Rồi đây là cấu trúc bậc 4. Thì bậc 4 vậy qua nó là gì? Nó là cấu trúc của một số loại protein. Nó gồm hai hoặc nhiều chuỗi acid amin cùng loại hoặc khác loại kết hợp. Vậy thì quá trình hình thành ra chuỗi acid amin như thế nào? Thì các bạn nhìn cái hình này. Đây, thông qua cái hình này chúng ta sẽ nói tiếp xúc với bộ ba mở đầu là AUG. Thì AR vận chuyển nè các em. Đây là trên ARN thông tin, đúng không? Còn A đây là ribosome, đây là ARN vận chuyển. Thì khi ribosome tiếp xúc của ba mở đầu đầu tiên, thì ARN vận chuyển sẽ mang bộ ba đối mã để khớp với cái bộ ba trên ARN thông tin, đó là gì? AUG thì bộ ba đối mã sẽ là U, A, X. Và khi mà nó khớp thì một acid amin được tổng hợp. Như vậy khi ribosome dịch chuyển tiếp thì ARN vận chuyển nó sẽ mang bộ ba đối mã tiếp theo vào đây. Nhưng nếu không khớp thì nó sẽ mang ra lại. Như vậy các em thấy là chức năng của ARN vận chuyển. Và tiếp tục như vậy, cứ mỗi lần mà ARN vận chuyển các acid amin đến thì các bạn thấy một acid amin được tổng hợp và nó nối với là acid amin phía trước. Rồi, khi ribosome dịch chuyển hết chiều dài của phân tử ARN thông tin thì cái chuỗi acid amin được tổng hợp xong. Thì lên cấp 3 các bạn sẽ được nghe giảng kỹ và cái phần bài tập này rất là nhiều. Đây chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ giữa gen và tính. Ở hai la mã sách giáo khoa thì các bạn sẽ thấy được là mối quan hệ giữa gen đến tính trạng là gen một, nó sẽ tổng hợp ra ARN thông tin và từ ARN thông tin sẽ tổng hợp lên chuỗi acid amin. Và từ cái acid amin
có thành protein, protein này nó mới biểu hiện thành tính trạng, nó tham được. À, các bạn về coi lại cho cô kỹ kiến thức mà cái gì cô ôn. Bây giờ cô có một số bài tập, các bạn ghi lại những bài tập này để làm ha. Gồm có 4-5 bài. Thì trong nội dung, trong cái ba cái chủ đề cô vừa ôn á, thì các bạn làm mấy bài tập này. Bài tập 1 là câu số 1. Các bạn dừng video lại để làm nha. Ở đây cô gợi ý các bạn coi đọc kỹ đề. Và cái câu A của câu số 1 là xác định tính trạng trội lặng, chúng ta phải dựa vào đâu? Chúng ta biết cái khái niệm tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ngay F1. Do đó là xác định ha. Visceralize chẳng qua là các bạn sẽ thấy B thuần chủng thì có cái gen đồng hợp, đúng không? Chúng ta viết ra. Rồi câu số 2 thì ở đây là dạng highlight hai cặp tính trạng, chỉ yêu cầu các bạn là viết kiểu gen. Tức là các bạn hiểu được là gì? Cách viết kiểu gen cũng như là đọc được kiểu hình của kiểu gen. Ở đây yêu cầu là nó cho sẵn cái quy ước gen rồi, các bạn chỉ cần viết ra. Ví dụ tóc xoăn, mắt xanh, thì tóc xoăn là gì các bạn? Tóc xoăn nè là A lớn đúng không? Mắt xanh là B nhỏ. Như vậy tóc xoăn thì ta ghi A lớn, B nhỏ. Vậy thì chúng ta có thể ghi kiểu gen A lớn A nhỏ được không? Được nhé. Vì tóc xoăn nó có hai kiểu gen, vì nó mang tính đàn trội là kiểu gen A lớn hoặc A lớn A nhỏ. Đó, cô gợi ý là còn những bài còn lại các bạn tự làm. Còn đây nè, kiểu gen sẵn thì chúng ta biết kiểu hình. Ví dụ A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ thì chắc chắn ta thấy rằng là trong mỗi cặp gen mình chỉ cần chứa một gen trội thôi. Ví dụ A lớn A nhỏ thì biểu hiện là tóc xanh, B lớn B nhỏ biểu hiện là gì? Mắt đen. Được chưa nào? Vì nếu như chúng ta thấy nhìn vào trong cái đề bài, cái quy ước gen ta biết được tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn không? Như vậy chúng ta thấy tóc xanh, mắt đen là tính trạng trội. Còn tóc thẳng, mắt xanh là tính trạng gì? Tính trạng lặn. Đó, rất là dễ đúng không? Bây giờ các bạn ôn lại kiến thức đã học ha. Nãy giờ cô vừa ôn. Và xem trước cái chủ đề về biến dị và di truyền tiết sau. Chúng ta ôn tập tiếp theo nhé. Cô chào tạm biệt. Chúc các em ôn tập tốt để thực hiện kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao nhé. Chào tạm biệt các em.